Kính chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đang thông báo cho biết, hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có ghi nơi sinh trên tranh nhân thân được công nhận. Như vậy, có thể cấp lại thị thực nhiều năm loại C, việc đã bị tạm dừng trong thời gian chờ hộ chiếu mới được công nhận. Đại sứ quán Đức cũng nêu rõ, hộ chiếu được cấp trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, không ghi nơi sinh trên tranh nhân thân, được công nhận nếu còn giá trị sử dụng và thông tin về nơi sinh được bổ sung ở phần bị chú. Hồi tháng 7 năm 2022, Đức là một trong những nước đầu tiên tạm thời không cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật. Nhà chức trách Đức lý giải, hộ chiếu không ghi nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh ở hộ chiếu là không thể thực hiện được. Do đó, Đức không thể cấp thị thực loại C hoặc D. Đến tháng 8 năm 2022, sau những cuộc làm việc, trao đổi của các cơ quan chức năng Việt Nam và Đức, thì nước này tạm thời công nhận hộ chiếu mẫu mới với điều kiện có bổ sung thông tin nơi sinh. Việc cấp thị thực sẽ được nối lại, tuy nhiên vẫn ngoại trừ visa nhiều năm loại C. Visa loại C, hay còn gọi là visa Schengen, cho phép nhập cảnh vào một trong số 26 quốc gia thuộc khối Schengen và tự do di chuyển trong lãnh thổ của 25 quốc gia còn lại mà không phải thêm bất cứ thủ tục nhập cảnh nào khác. Visa loại D hay visa quốc gia được Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Đức tại Việt Nam cấp, cho phép tự do đi lại trong 25 quốc gia nội khối Schengen với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày.